Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 6, sau khi bị đằng vệ truy sát, Vương Lâm đã phải chạy trốn hết sức vất vả. Cuối cùng, Vương Lâm dừng chân ở tại một khung rừng đầy quỷ dị. Trên không trung, đằng lệ sau thời gian truy đuổi, hắn ta rốt cuộc cũng phát hiện ra vị trí của Vương Lâm. Bởi vậy, hắn ta cũng nhanh chóng đi tới. Nhất thời ở giữa không trung, thanh âm hắn ta vang vọng quát. Vương Lâm, nếu ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác đau khổ nhất trên thế gian. Sau đó, ta sẽ luyện hóa linh hồn ngươi, khiến ngươi ra đi mãi mãi. Dứt lời, hắn liền phóng về phía Vương Lâm. Thế nhưng, ngay khi hắn phóng đến, từ dưới mặt đất, những chiếc dây leo tràn đầy tử khí đã ngay lập tức lao tới, kéo đằng lệ xuống. Sau đó, những chiếc dây leo kia đã liền bu lấy và trói buộc thân thể đằng lệ. Thấy vậy, tên kia hoảng hốt, dùng ra phi kiếm, hắn ta liền chặt đứt những sợi dây kia. Tuy nhiên càng chặt, những sợi dây leo càng thêm dày đặc hơn. Bởi vậy, đằng lệ sợ hãi vô cùng. Lúc này, hắn ta chỉ biết vùng vẫy mà thôi. Xung quanh hắn ta, những chiếc dây leo đã bu kín lấy. Ở phía xa, nhìn đằng lệ như vậy, Vương Lâm thầm tự nhủ, tên kia thật đáng đời. Quan sát một hồi, chờ thời cơ thích hợp, Vương Lâm đã liền ra tay. Rất nhanh, phi kiếm trong tay đã liền xuất hiện, thân hình phóng lên không trung, Vương Lâm liền điều khiển phi kiếm phóng thẳng về phía đằng lệ. Thấy vậy, đằng lệ liền dùng ra lá chắn phòng ngự. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, mang theo luồng ánh sáng chói mắt liền tỏa ra. Khi kinh khí nổ vang, nó cũng liền khiến dây leo bị chặt đứt. Bởi vậy, đằng lệ đã được giải thoát. Ngay lập tức, hắn ta liền phóng về phía Vương Lâm truy sát. Xung quanh hắn, những chiếc dây leo vừa lao tới đã liền bị hắn dùng phi kiếm chặt đứt. Vừa đuổi, thanh âm hắn ta vừa quát lên nói lớn. Đừng để ta bắt được ngươi! Còn Vương Lâm, anh ấy cũng phải nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng ở phía sau, đằng lệ đã quá phẫn nộ. Nhanh chóng kết thành thủ ấn, trường kiếm trong tay huyện hóa. Sau đó, bàn tay chỉ thẳng lên trời cao. Nhất thời, một thanh kiếm khổng lồ đã hiện ra giữa không trung. Sau đó, nó liền phá không lập tức đập xuống. Thấy vậy, Vương Lâm quyết định quay lại quyết một sống một còn với tên kia. Nương theo đó, phi kiếm ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ nhất cũng liền phóng ra. Khoảnh khắc khi hai cỗ năng lượng mạnh mẽ từ kiếm khí va chạm, thời gian lúc này như chậm lại, từng tia sáng cứ thế xuất hiện. Để rồi cuối cùng, trong khoảnh khắc khi thanh kiếm khổng lồ gần chém tới người, Tư Đồ Nam đã dùng chút sức lực cuối cùng giúp Vương Lâm thành công né đi một đòn tuyệt sát. Còn thanh phi kiếm của Vương Lâm, vào giây phút ngắn ngủi kia, nó đã kịp lao tới người đằng lệ và xuyên qua cơ thể hắn. Cứ thế, đằng lệ gần như bỏ mạng. Tuy nhiên, Vương Lâm không buông tha dễ như vậy. Thấy tên kia thoi thóp, anh ấy đã liền đóng băng cơ thể tên kia lại. Sau đó, bắt lấy cơ thể đằng lệ, Vương Lâm liền tìm chỗ an toàn để dừng chân. Khoảnh khắc nguy hiểm qua đi, Tư Đồ Nam giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ông lẩm bẩm than nói, tiểu tử, ngươi thật liều mạng, nếu lão tử chậm một bước, cái mạng của ngươi đã to rồi. Cơ hội lấy mạng hắn ta chỉ có một lần, nếu như vừa rồi mà bỏ lỡ, sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa. 2. Tâm tính thế này, người đã đủ tư cách để bước vào tu chân giới rồi. Dùng hắn để tiến hành đoạt cơ đại pháp có được không? Tất nhiên là được, hắn ta còn là trúc cơ hậu kỳ, nếu như đoạt cơ của hắn, khi thành công, tốc độ của người ở cảnh giới trúc cơ sẽ nhanh hơn một chút. Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, ngay lập tức, anh ấy liền ngồi xuống, theo sự chỉ đạo của Tư Đồ Nam tiến hành bí pháp đoạt cơ. Rất nhanh, từ trên tay của Vương Lâm, một luồng ánh sáng xanh đã liền hiện ra, sau đó chảy xuôi vào cơ thể đằng lệ. Từ trên người đằng lệ, những dòng máu không ngừng chảy ra, ngưng tụ lại một quả cầu máu. Cuối cùng, tất cả đều chảy xuôi vào cơ thể Vương Lâm. Theo thời gian trôi qua, quá trình kia diễn ra rất nhanh. Đến cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, một luồng ánh sáng phóng thẳng trời cao. Lúc này đây, Vương Lâm đã thành công đoạt cơ đằng lệ. Nhất thời, một luồng ánh sáng vàng đã liền bao phủ lấy cơ thể Vương Lâm. Lúc này, trên gương mặt của anh ấy đã tràn đầy sát khí. Ở phương xa, cảm nhận được khí tức sinh mệnh của đằng lệ biến mất, ông nội của hắn ta là đằng hóa nguyên nổi giận. Ngay lập tức, hắn ta liền huyễn hóa ra một đạo hóa thân phóng tới vị trí đằng lệ bỏ mạng. Đúng vào lúc khi Vương Lâm tỉnh lại, hóa thân kia đã vang lên quát. Người lấy mạng người của đằng gia ta, cho dù đuổi đến chân trời góc bể, đằng hóa nguyên ta cũng nhất định lấy mạng của ngươi. Dứt lời, hắn ta liền thi triển ra bí pháp nguyền rủa Vương Lâm. Ở phía xa, thấy vậy, Tư Đồ Nam thở dài nói, bị nguyên anh cao thủ không tiếc tính mạng nguyền rủa, người thật đen đủi rồi. Đến đây thì cũng hết tập 7 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.